Theo Chinh.vn, Công Lý đưa tin, sự việc xảy ra vào ngày 23 tháng 11 năm 2019. Điểu Long, con trai ông Điểu Rơi trong lúc chơi điện tử đã xảy ra mâu thuẫn với em Điểu Lâm 11 tuổi, ngụ xã Đắc Ngo, huyện Tuy Đức. Sau đó, Điểu Long đã kéo em Điểu Lâm ra sân bóng chỉ cách quán chơi điện tử khoảng 1 km để hành hung. Tại đây Long đã đập em Lâm ngã xuống suối và dìm nạn nhân xuống nước rồi bỏ đi. Điểu Long tại cơ quan điều tra. Ảnh Internet. Đến ngày 24 tháng 11, khi Long quay lại hiện trường thì phát hiện em Lâm đã chết, thế vậy Long bỏ về nhà. Qua quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tuy Đức đã bắt giữ Long để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Tại cơ quan điều tra, Long khai trước đó còn dìm chết một bé gái 6 tuổi dưới suối. Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định vụ việc xảy ra vào năm 2016. Nghi phạm đã kể cho bố về sự việc, tuy nhiên ông Điểu Rơi đã che giấu hành vi của con trai. Để có căn cứ xử lý vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định tuổi của Điểu Long. Theo phân viện khoa học hình sự tại Đà Nẵng, độ tuổi của Điểu Long, thời điểm sát hại bé trái 11 tuổi là từ 13 tuổi 8 tháng đến 14 tuổi 2 tháng. Do Long chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nên cơ quan chức năng quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa Điểu Long vào trường giáo dưỡng số 3 tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, Les Lop Ash, Oi.